Rồi, em xin chào nhà nha. Em lên cho nhà vài mẫu pin năng lượng ha. Thì bên em dẫn là cọc chuyển khoản mới đi hẹn nha. Còn nếu tin tưởng em chuyển khoản hết bên em bao ship ha. Rồi đầu tiên lên cho nhà một con nè. Citizen Eco Drive ha. Con này thì full thép đúc toàn thân hết. Pin năng lượng siêu mỏng luôn. Nó dành cho những anh em tay vừa tay nhỏ ha. Dây khóa đờ mi phai xước nè. Khóa zin dập hiệu Citizen nha. Máy này là chuẩn nha. Chuẩn nội địa hết. Pin khỏe nha. Con này pin khỏe ha. Mặt sau đây. Đó, thông số đủ hết, dây khóa zin hết nha. Con này kính sapphire luôn nha, siêu mỏng, dây 18 đổ lại ha. Con này thì xài kính sapphire rất sáng, chống chày chống xước ha. Đây test cho nhà kính sapphire nha, không loang ha. Thì con này thiết kế cọc số vàng nha. Vàng mà dạng như là nó có một cái sọc đen giữa, dạng đính đá đen giữa nha. Ở mặt của nó dạng mặt hơi mỡ gà xíu ha. Rất mỏng luôn, anh em tay vừa tay nhỏ chốt này đúng luôn. Citizen ha. Rồi con này xe ngang của nó là 35 nha, 34.9 như 35 này. Càng của nó luôn là 40.6 mỏng nè. Có 6 ly 9 thôi. Độ mới cao ha, dây đồng mi. Đó. Là dành cho những anh em tay tầm 10 đâu này, tay 17 nha. Đó, anh em tay 15 16 đeo máy này đẹp ha. Đó, có nhiều anh em tay 14 mấy đeo máy này đúng luôn, dây còn dài. Rồi con này thì em bán cho nhà giá 500 ha, 500k mã 02 con Citizen ha. Pin năng lượng kính sapphire nha, bản thép độ mới cao ha. Rồi thì sẵn Citizen thì em lên chỗ nhà một dòng cũng là Citizen Eco Ray. Con này kính khoáng nha, kính khoáng không sức mẻ. Đó, có vết lông mèo hết nha, dây khóa nguyên zin đờ mi nè. Cũng cho những anh em tay vừa tay nhỏ luôn. Này cọc số của nó là màu xanh nha. Đó, dạng kêu kim nung xanh đó. Đó, cọc số xanh ha. Nhìn nghiêng nè, nó xanh nha. Đó nè, xanh dạng như đó, màu xanh ha. Cọc số có dạ quang này, dạ quang sáng nha. Dạ quang sáng lịch gốc 3 giờ luôn, cũng là pin năng lượng khỏe nha. Dây khóa bản thép, dây khóa thép hết đờ mi ha, khóa zin dập hiệu nè. Mặt sau đây thông số đủ nha, tái sấy luôn. Mấy dòng này em bao nha, chuẩn nha, chuẩn máy nội địa Nhật Citizen hết. Con này dây 17.5, 17.5 đeo ok rồi. Nó thiết kế hai càng như đùi ếch nha, dạng kiểu cổ cổ nữa đó. Nhìn cái dáng nè, nó cổ cổ xíu ha. Anh em nào thích đeo Citizen mà vừa tay nhỏ chốt này. Size 36 ha. Càng luôn là 42 nè, mỏng nè. 84 ha. Rồi con này em bán 450 luôn, 450k luôn cho nhà ha. 450k vẫn là mã 089 nha. 089 ha. Rồi ai kết món này chụp hình tin Zalo cho em luôn. 450k. Đó, một con pin năng lượng độ mới cao ha. Em tay vừa tay nhỏ đeo máy này khỏi thay pin. Rồi một con này là của Casio nha. Con này thì dòng dành cho mấy chị nữ hoặc là những anh nam tay vừa tay nhỏ. Này độ mới cao rồi, pin năng lượng luôn. Đó, dây khóa nè, Casio hết. Quy cấp tơ ha, chạy nhiều múi giờ thế giới và thể thao báo thức các kiểu nha. Lắp ráp Thái Lan nha. Pin solar năng lượng. Con này thì 350 nha, 350k mã 075 nha. Thì nó cũng là chạy vừa kim vượng tử nè, này giờ nè, mức pin nè, giờ thế giới nè, giờ thể thao, giờ đếm ngược, báo thức. Rất là nhiều chức năng, set là chỉnh kim nè. Rồi quay lại giờ bình thường chuyển qua thứ nè, giờ nè, thứ nè, đó. Con này chỉnh ok đây, việc lên tay thôi, đèn rất sáng luôn. Pin năng lượng nha, mặt của nó là dạng mặt sám tro nha, mới ha, dành cho mấy chị nữ và mấy nam tay nhỏ thích đeo mình đeo ở nhà. Xe ngang của nó là 34.6, càng luôn là 38 mỏng nè, 10.8 ha. Rồi con này 350 mã 075, pin năng lượng, dây khóa zin hết, độ mới ok nha. Rồi em còn con Senko nha, Senko nha, quay cấp tơ, con này là titanium, độ mới nè, titanium nữa nè. Nó lịch dạng niên ha, kính sapphire luôn.
Con này đặc biệt cái nấm cổ chai đáy sấy tắm rửa đi mưa ok nha. Mặt sau này bắt bốn ốc uy tín nè. Mấy dòng này làm bao nhà chuẩn chuẩn dòng Senko nha. Senko cao cấp nha. Dây khóa zin dập hiệu Senko nè. Titanium gì là quá mới nha. Độ mới cao lắm. Chính sapphire nữa. Mặt của nó cũng mặt vàng ha, mặt vàng có dạng như nhìn nghiêng như là xám tro nè. Cọc số vàng đính đính đá đen nha. Có dạ quang kim với bốn góc thôi, dạ quang kim với bốn góc chấm bi nè. Đó. Độ mới ok rồi. Con này thì em đã gà sống cho nó rồi. Xe ban 8 nè, càng là 44.7 mỏng nè, 9 ly. Em đã gà sống radio cho nó nha. Về chỉ anh em chỉ lên tay thôi. Thì lịch vạn niên tới tháng 28, 29, 30, không có ngày 31 sẽ bước qua ngày mới nha. Con này độ mới cao, anh em nào sưu tầm được, mua sưu tầm được dây thoải mái rồi. Dây dài lắm, lên tay nè. Titanium như vậy là đẹp lắm nha. Rồi con này là em bán 900 đi, 900k ha, mã C69 nha. 900k mã C69 ha. Ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em. 900k độ mới cao, kính sapphire ha. Nấm cổ chai luôn. Tắm rửa đi mưa ok nha. Rồi thì sẵn Senko thì em vẫn còn một con này ha, cũng là kính sapphire lịch vạn niên luôn. Con này em chưa có rà sống nha. Anh em nào mua em rà sống, con này thì bản nó bản thép. Dây khóa nè, độ mới cao nè. Phay xước nè. Kính sapphire cũng là nấm cổ chai ha, nấm cổ chai. Đó. Chuẩn nhà Senko nha, chuẩn mấy máy Senko nội địa hết nha. Dây khóa zin Senko dập hiệu nè. Mặt sau đây. Còn phay xước, độ mới cao ha. Lên tay nè. Dây con này tầm 10 18 đeo vừa nha, 18 được, 17 dư được ngón rưỡi, 18 đeo vừa nha. Lên tay. Này dành cho những anh em tay 17 đổ lại thôi, 17 đổ lại đeo mấy dòng này đẹp nha, mỏng rồi, con này là mỏng rồi đó. Xe ngang của nó là không đo rìa đâu gì nha, là 37.6 nè. Như gần 38 rồi. Đo cái nấm luôn là tới 40 lần. Càng nó luôn là 43.8 mỏng rồi. 77 ha. Senko lịch vạn niên kính sapphire ha. Anh em nào mua thì em gà sống radio cho nó ha. Em có hướng dẫn cách gà sống mấy con này nha. Gà sống cho nó xong là nó sẽ chạy lịch vạn niên ha, tức là tháng 28, 29, 30 sẽ bước qua ngày 1. Đó là năm mới nó cũng bước qua gì luôn. Thì con này vẫn là nấm cổ chai nè. Nó nấm cổ chai hết nha. Rồi con này bán giá 750 ha, 750k mã 03 nha. Cho con Senko nội địa Nhật bản thép ha. Kính sapphire luôn. Rồi em lên tiếp cho nhà một dòng Casio Lai. Con này tuốt solar pin năng lượng, lịch vạn niên luôn. Cọc số có dạ quang nè. Test dạ quang cho ha. Mấy dòng Casio dạ quang thì sáng rồi. Đó. Thì con này kiểu cái dáng bình dân nha, bình dân siêu mỏng, độ mới rất cao ha. Phay sức đó nè. Nó anh em nào đeo thích đeo bình dân pin năng lượng ít thay pin, nó chốt mấy này. Dây khóa bản thép nó dính bụi nè, nó lao ra. Dính bụi ha. Phay xước luôn, khóa zin dập hiệu Lai. Con này rất là mới nha. Anh em mà đeo thích dòng Casio pin năng lượng lịch vạn niên ấy, siêu mỏng chốt này. Mặt sau đây thông số đầy đủ hết, mặt sau còn đẹp ha. Dây khóa zin hết. Con này thì tay 18 được nha, nó lên tay 17 nè, rất là ôm luôn. Thiết kế càng cấp anh em tay 15, 16 đeo vẫn đẹp. Tích solar pin năng lượng ha. Rồi con này thì dành cho những em tay vừa thôi, size nó 38 nè, 37.8 như 38 này. Càng nó là 44.6 ha, mỏng nè. 8D2 nha, nó lịch vạn niên luôn. Độ mới cao. Phai xước nữa. Rồi con này em bán 550 ha, 550k mã 012 nha. Trong con Casio Lai. Kính zin còn đẹp không sức mẻ nha. Con này về chiếc lên tay thôi. Lâu lâu mới thấy cái bảng này thì em có hướng dẫn cách chỉnh giờ riêng của nó rồi. Rồi em lên tiếp cho nhà một dòng Casio Vicopter. Dòng này là có đèn auto light ha, tức là tối mình cứ đưa lên đưa xuống đèn tự sáng nè. Đó. Đèn hai bên nữa nha, đèn rất sáng luôn. Con này nó mặt của nó mặt xanh xanh mực đó nha, xanh mực rất là lạ luôn. Cọc số có dạ quang nè. Con này là titanium ha. Em bán mấy dòng này là bản thép nhiều nha, nhưng mà riêng titanium thì ít ít thấy. Con này dạng cái bản kỷ niệm nha, bản kỷ niệm của cái dòng này nè. Nó có thiết kế cũng khác người ta nữa. Độ mới còn ok titanium ha, vẫn có vết thời gian xíu xíu, không nên đến đợi nha. Hàng si mà. Dây khóa nè.
dây khóa zin titanium đó, khóa zin dập hiệu nè, dây bên đây nha. Đó. Mặt sau đây, con này thì lắp ráp Thái Lan ha, lắp ráp Thái Lan, mã nó là WVA510TT nè. Cái nắp sau cũng titanium nha, cái chất nhựa nó cũng còn đẹp, nó vẫn còn cái nước sơn nó đẹp ha. À, con này là một con 6 kim, một ô lịch cơ gốc điện tử gốc 3 giờ, xe ngang 43.4 nè. Này khỏi đó càng nó cúp nha, mỏng 14.5. Này là đồng hồ 24 giờ chỉ ngày đêm nè. Này đo nhiệt độ, áp suất nhiệt kế vậy nha. Này đồng hồ thể thao nè, này điện tử nè, thì cũng chạy nhiều múi giờ thế giới, giờ thể thao, báo thức này các kiểu nha. Đó. Đặc biệt là có đèn tự động ha. Nó này chỉnh, em chỉnh qua ngày thứ đi, mình coi coi giờ bằng kim, rồi coi điện tử là thứ ngày tháng, rất là tiện luôn. Thì mình bật cái auto light nút rồi nè, khi mình bật lên á thì tối mình cứ nè, cứ đeo lên tay á, em đeo lên tay lắc nha, dây hơi dài đó, đeo lên tay là nó sẽ nhảy nha, nó cảm biến ánh sáng là nhảy đèn sáng ha. Đó, pin năng lượng rất là khỏe luôn nha, độ mới ok. Này anh em mua sưu tầm được, dây thì này chắc dây 19 mấy cũng được, rất là ôm tay luôn, nó ngầu ha, titanium. Rồi con này em bữa em bán 850 ha, rồi em sale cho nhà giá sưu tầm 750k ha, 750k mã cho em 072 nha, 750k mà 072 ha, giá trị sưu tầm lâu lâu mới về bản này. Có nhiều anh em kiếm mấy dòng này nè, titanium này nè, đeo chỗ nhẹ thể thao nè. Rồi sẵn 7-6 kim casio em lên còn con này nha. Con này thì anh em nào mà thích dòng 7 kim mà chỉnh giờ độc lạ chốt con này. Này độ mới nó cao lắm, độ mới quá mới. Con này dạng hàng lên tay đeo một hai lần thôi nha. Hoặc là nó là hàng trưng bày nhưng mà nó nằm trong lô á. Nè, quay xước đó nè. Đó, anh em mình mua đồng hồ mình nhìn kỹ mấy này nha. Đó, phay xước 4 góc nè. Nó tùy theo giá trị đồng hồ mình mua nha. Thí dụ mình mua mắc hơn 100.000 mà cái con đồng hồ nó mới á, nó giá trị ha, nó sẽ mình mua nó vừa ý hơn. Đó. Giờ mình bỏ thêm 100.000 mua con xấu hơn này xíu, Shiba đâu có đẹp đâu. Đâu có đẹp bằng cái chắc tin đó đâu nha. Nè. Chất nhựa nó đẹp ha. Đó, mã WVQ nè, M410 nè. Dây khóa nè. Hàng si là nó hết giá nha, hàng si giá vậy là thấp này, chứ không mình đừng có nghĩ là mình mua cao không có đâu, tự hàng si nó giá mới của nó, cả nhà mua mấy con này 6-7 triệu rồi, nhưng mà mua mới đã hàng si mình mua cái giá vậy là quá hời trong con hàng si rồi. Quá chắc quá mới, chạy 7 kim ha, 7 kim đó, lập dạng niên gốc 4,5 nè, cọc số dạ quang. Mấy dòng này em chỉnh giờ nha, em chỉnh giờ nhiều rồi, anh em nào mà mua thích trải nghiệm nữa, chỉnh giờ độc lạ nữa đó, thì cứ báo em sẽ gửi video cho chỉnh giờ ha. Đồng hồ 24 giờ chỉ ngày đêm nè, đồng hồ chỉ chức năng nè, thứ thì giờ đếm ngược, giờ thể thao, rồi báo thức, giờ thế giới, này chạy giờ thế giới nè, rồi xem giờ thế giới, rồi chạy giờ thể thao luôn, báo thức luôn là nó hết đó. Mấy cái múi giờ này, nằm xung quanh hết nha, nó đọc ha. Con này chỉnh giờ thì cách chỉnh giờ rất là lạ luôn. Thì con này nữa nha, mình bấm đang nay chỉ thứ năm nè, bấm cái này cái bấm giờ thể thao nè, bấm này thể thao chạy nè, bấm nó để cho này nó reset này cái thể thao chạy nè, mình bấm nút 8 giờ đó, là nó chỉ thẳng nó bấm thể thao nha, nó rồi bấm thể thao nè, nó bấm giờ thể thao chạy bộ rồi đó, đó là thể thao ha, bấm ngưng cái nè reset nè, rồi mình bấm cái này đếm ngược nè, chạy ngược á nè, để cho giật kim rồi bấm nó chạy ngược nè, đó nó chạy ngược đâu chỉ cỡ 2-30 phút vậy, mình đeo mình uống cà phê bình thường ha, như mình đeo nè đi uống cà phê chạy ngược nè, nó anh em hỏi giờ nhìn vô thấy con đồng hồ mình lạ nó. Ủa con này chạy ngược nhưng mà giờ vẫn chạy ok nha, giờ vẫn chạy đúng nha, chứ đừng nghĩ chạy ngược là nó không chạy hết nha, giờ chạy ngược là dạng như giờ thể thao á, dây thì con này 18 mấy được, dây 18 năm được nha. Đó, bấm chạy ngược hay bấm ngưng cái nè, reset nè. Đó, rồi này bấm coi múi giờ thế giới nè, DST là coi múi giờ thế giới. Thì đồng hồ này sẽ chỉ múi giờ thế giới nè, đang chỉ cái múi giờ của UTC nè, đó. Nhưng UTC là đang là 5 giờ mấy buổi trưa nè. Cái 5 giờ mấy buổi chiều nè, đó.
Rồi thí dụ mà mình chọn này nè, chọn múi giờ này, như là giờ em bấm con BKK đi. Ê, em bấm con Tokyo đi nè, em chọn cái múi giờ con Tokyo nè. Nó cái kim cái đồng hồ này chạy thằng Tokyo nó sẽ trước mình 2 tiếng nha. Tức là hiện tại là đang 12 giờ 12 giờ gần 30 nè, nó sẽ là 12 13. Nè đúng rồi. Đó, 12 là 2 2 giờ gần 30 nha. Sẽ trước mình 2 tiếng nha, nó gần 3 giờ nè, đó. Rất là hay luôn, chính xác luôn nha. Rồi mình bấm này cái là báo thức nè. Báo thức là on off nè, chỉ off nè. Off tức là tắt báo thức. Mình bấm cái này là bật báo thức là on nè. Đó, off nè là tắt nè. Thì cái đồng hồ này nó đang chạy về cái giờ báo thức nè. Đó, chạy về 24 nè. Đó, rồi mình chỉnh báo thức thôi. Ví dụ là giờ em chỉnh chỉnh 2 giờ nè, 4 giờ sáng nè, rồi em chỉnh 6 giờ sáng nè. Đó, 6 giờ sáng nè, đó, 6 giờ sáng là báo thức. Ví dụ mình bật cái này on là 6 giờ sáng ngày mai báo thức nè. Cái này off nè, đó. Thì cái này mình chỉnh này buổi bên đây buổi sáng, đây buổi chiều này, nó rất là hay hết nha. Rồi quay lại giờ bình thường. Nó nay thứ năm nè. Đó. Rồi, nó đã chạy là bình thường thôi, lịch vạn niên ha. Con này em chỉnh ok rồi, nhà về chỉ lên tay thôi. Độ mới cao nha. Rồi con này em bán 950 ha, 950k mã 07, 070 chứ. 950k mà 070, còn độ mới cao. Dây khóa zin hết. Rồi ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em luôn. Rồi em lên chỗ nhà dòng Multiband 6 đi, một con mặt trắng nè. Đó, có nhiều anh em thích mặt trắng phong thủy nè. Con mấy con này thì độ mới cao rồi, con mặt trắng độ mới cao nha. Cọc số học trò. Dạ quang chấm bi, đèn đó. Dây khóa nè. Mới ha, phay xước nè. Tùy theo giá trị con đồng hồ mình mua nha. Đó, mới lắm. Mặt sau đây. Thông số đủ ha. Dây gút nha nha, dây gút nha. Tay cỡ nào đeo cũng được. Lẫy tới để lui nè. Nó về nè, lẫy xuống nè. Bản dây gút. Con này thì mới rồi. Xe ngang con này là 41.4. Càng luôn là 44.3, mỏng là 10/7 nha. Cọc số học trò dạ quang chấm bi, đèn sáng mặt trắng hay đèn nó sẽ sáng hơn xíu nha, sáng hơn mặt kia xíu tự nó chiếu lại á. Rồi thì là nó sẽ đang bình thường nè, mình chuyển qua đây là xem dây nè, chuyển qua đây xem giờ, chuyển qua đây xem ngày thứ nè, mình coi giờ bằng kim rồi. Nó chạy mức pin nè, đó, này xem múi giờ thế giới nè. Này báo thức nè, được 5 báo thức, một báo tiếng ha. Rồi giờ thể thao, giờ đếm ngược. Rồi quay lại giờ bình thường, đó, như vậy thôi nha. Độ mới con này cao ha, nên con này em bán giá là 700 nha, 700k mà 087 nha. 700k mà 087 nha, nhìn nước sơn nó còn đẹp. Đó. Tùy theo con mình mua nha. Ai kết chụp hình tin Zalo cho em. Thì con mặt trắng thì em sẽ con mặt đen nha. Con này thì độ mới cũng cao nè. Đó, cũng là số học trò dạ quang chấm bi luôn. Đây. Số học trò dạ quang đèn nè, đó. Này vô tối càng sáng nha, cũng là chạy gì luôn nha. Đó, nhiều thứ mua về thế giới và thể thao báo thức các kiểu ha. Dây khóa zin đó nè. Phay xước cũng còn xíu nè, đó. Tính ra con này cũng đẹp nha, còn đẹp luôn mặt sau đây. Thông số đủ ha. Cũng là bản dây gốc luôn. Rồi con này thì xe ngang của nó là 41.5, càng luôn là 46.8, mỏng nè. 109 ha. Rồi con này thì em bán 600 nha. 600k mã C87 nha. 600k mã C87 tùy theo giá trị con đồng hồ mình mua nha. Rồi anh em nào mà muốn mặt đen mà giá bình dân hơn thì chốt con này. Con này thì nó cái dây nó là dây của cũng là anh Nhật gắn từ Nhật về luôn. Đó, dây đồ mi luôn. Mặt bên hông đây. Đó. Cũng chức năng vậy luôn nha, giống nhau hết. Đó, mặt sau đây. Nước sơn cũng còn đẹp nè. Xe ngang con này thì 41.8 nè. Đo cái càng luôn là 42.7, giống nhau hết nha. 10/6 đó. Cũng là nhiều múi giờ thế giới nha, giờ thể thao báo thức này nó các kiểu á. Đèn cọc số dạ quang đèn luôn. Đây. Rồi con này thì 550 ha, 550k mã 086 nha. Anh em nào mà thích đeo dây da thì chốt này về mình lắp dây da mình đeo cũng được nha. Đó, độ mới cũng ok, kính zin còn đẹp, không sứt mẻ, có vết lông mèo nha. Đó, không đáng kể nha. Rồi, anh em nào kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em. Tiền nào của nấy nha. Rồi thì em còn hai con mặt xanh ha, hai con mặt xanh giống nhau hết à. Độ mới để em test dạ quang nó trước đi.
Cái dòng này nhiều anh em thích dạ quang nha, thích nó dạ quang sáng. Dạ quang đèn nè. Đó, con này cũng vậy ha. Thì hai con nha, hai con nó sẽ khác khác nhau xíu ha. Thì con này là mặt xanh cọc số thẳng nè. Con này mặt xanh cọc số học trò, nó dạ quang chấm bi. Độ mới cao nè, dây khóa nè, bên hông nè. Anh em nào hợp với mặt xanh chốt con này. Mặt sau đây. Đó, nước sơn còn đẹp ha, từng chi tiết hết nha. Rồi bảng dây gốc xây cũng giống như mấy con nãy á. Rồi con này thì em bán là 6680 nha, mã 084 nè, 680 mã 084 ha. Một con mặt xanh ha, con này thì mặt xanh cọc số thẳng ha, độ mới cũng vậy luôn, dây khóa nè. Thì cái dây bên đây nó có một cái vết đây nha, này về mình đánh bóng được ha, đánh cho thợ đánh bóng. Còn em nghĩ hàng xây để video bình thường nha, không ảnh hưởng gì ha. Đó, em có báo lỗi xíu đây nha, dây xíu đây nè, bên hông đây, mặt xanh kính còn đẹp hết nha. Đó, nước sơn cũng còn đẹp hết nha, nói chung giống nhau thôi. Con này thì 6550 ha, 650 mã 085 nha. Con này 600 luôn đi, con này em sell cho nhà 600 luôn nha. Đó, 600k mã 085 luôn, 085 ha. Con độ mới cao, nó chỉ là cái dây đây là hơi lỗi xíu về mình xì ba, em nghĩ để video bình thường nha. Nè em lên tay cho nha, xem nè. Bình thường nha, chứ không có gì ảnh hưởng gì đâu, quan trọng cái đồng hồ thôi. Ví dụ anh em có nhiều anh em thích mặt xanh mà về lắp dây da đeo bình thường. Rồi 600 thôi, 600k mã 085 nha. Đó, tiền nào của nấy ha. Rồi thì em lên nhanh con này đi, em con này thì em có video riêng rồi. Con này dòng cao cấp của Lai nè, bản titanium còn mới ha, titanium vậy là còn đẹp nha. Dây khóa zin hết, xây 39 thằng tài ha. Dây khóa zin dập hiệu nè, Lai Casio nè, dây con này 19 được nha. Dây khóa mặt sau đây, pin solar năng lượng nha, nãy giờ em lên là pin solar hết đấy nha. Đó, dây 19 vừa luôn, lên tay nè. Thì cũng là đèn dạ sáng nha, con này thì dạ quang kim thôi, dạ quang kim lúc nào cũng cũng có dạ quang á, nó có đèn sáng. Mặt của nó dạng mặt ở trong sáng tro, ở ngoài dạng cái viền ngoài hộp gà nha, kính sapphire nha. Đặc biệt dòng cái dòng này dòng cao kính sapphire nha, nó có nhiều anh em thích bản thép kính sapphire Casio chốt này. Đó, rồi con này em bán là 1080 ha, 1.080k mã 11 nha. 1.080k mã 11 nha. Con này xây thằng tài, xây 39 luôn. 39 đúng luôn nha. Rồi anh em nào sưu tầm con này chốt này lâu lâu mới về bản này nha. Mua cho banh 6 á. Thì em vẫn còn con này nha. Casio Gupta dòng đèn autoline nè. Cọc số dạ quang xanh xanh lá cây. Con này titanium toàn thăng luôn. Em đã chỉnh về ok rồi, về chiếc lên tay thôi. Có nhiều anh em thích mấy dòng này nè, nhìn là biết rồi, titanium gì là đẹp nha. Kính zin nha, có lông mèo nha, nè có lông mèo ha, không đáng kể đâu, hàng si mà lịch vạn niên luôn. Dây khóa nè, mặt sau đây, con này thì lắp ráp Thái Lan ha, bắt đầu mới xuất về thị trường nội địa Nhật. Mặt sau nhìn còn đẹp uy tín luôn nha. Dây con này thì 18 đeo vừa, lên tay 17 nè. Lắc đó, đèn tự động ha, đèn tự động, nói chung nó có cảm biến đó nha, cảm biến chỗ này nè, đúng mà vô nhịp tối đàng hoàng nó là sáng. Rồi con này thì em bán nha, 650 650k mã 18 nha. Rồi em hết hết cái nhà thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hẹn nha, còn nếu tin tưởng em chuyển khoản hết bên em bao ship ha. Rồi em xin chào nhà nha.